Tôi quên. Quân cho các bạn đi. Quên. Quên em được em. Quên. Đừng có mở máy bay nha. Quên. Anh đừng cứu ông anh đâu quên. Hả? Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì nói chung là nay là ngày 20 tháng 10 á. Thì mình chúc tất cả những người phụ nữ, con gái ngày càng xinh đẹp, khỏe mạnh, đẹp đẽ rồi. Nói chung rút tất cả nha các bạn. Thì đây thì Quỳnh thì mình chúc Quỳnh thêm ngày càng thành công, xinh đẹp hơn nha. Thì đây mình có bó bông tặng Quỳnh. Quỳnh đàn ông mà cậu chim. Hả? Thì mình là cứu quá mà. Gì? Vợ chưa tặng đêm tặng cá mới điên nha. Vợ ta tặng tấu, ta tặng cũ. Tặng súng á. Ta tặng súng. Ờ, à, tặng em á. Lá bông, đây là lá bông nghe được cho nó đó. Em cũng cảm ơn anh nha. Đây. Để lấy ra cho em khoe. Đấy. Yeah. Đây cho mọi người món quà đầu tiên thầy mình tặng mình nha mọi người. Đấy nha. Ồ, chim sao chim tặng mà chăn súng, tặng chị Quỳnh súng luôn rồi. Ồ, tặng ra đâu kiếm. Bây giờ 20 thì nói chung là à, thì chúc em ngày vui vẻ nha, ngày 20 mừng này nè em ạ. Em có được tặng ngon nhiều chưa? Có ai tặng chưa? Chưa ai tặng em luôn. Nè, ờ, vậy anh tặng là vui nào. Thì ý anh có ý này nè, chẳng đây á. Em giúp anh trôi ăn xíu được không? Trôi gì nữa, mới tặng quà, mới tặng cái chút xíu mà bắt trôi nữa. Thì vậy em nói. Ý trôi chẳng đau lắm mà. Anh có cái này thì trôi cho cái ngày lỡ mà cho nó vui vẻ đồ lên xíu chứ. Cái này để nói để tình anh tặng quà nói đi. À thì là anh vô em sẽ chỉ là giảm hồi như là không quan tâm mà em tặng quà cho thằng đau thử mà ứng được mình mà xem nó thế nào nữa. Nay 20 tháng 10 phụ nữ mà đi em đi tặng thằng xanh đau em giả vờ như em là người chị đồ em giả đâu hay là em giả vờ em thương nó thử đi đồ nó đi chợ ngày 20 tháng 10 tao đi nhìn nó đi không có biết gì đâu. Hả? Còn nhỏ xí mà. Ủa trời lẽ đi ra mua phải biết gì mà nước đây vậy. Ủa ừ thì nó biết thì em vậy đó. Em rủ đi cầu em lớn rồi mà em chỉ nó mà sao mà em tốt em được. Em cứ coi nó như là một đứa em trai đi. Em trai mưa đi. Em nuôi rồi không bỡ. Được không? Được không? Nói chung em cứ nghĩ thoải mái đi. Em chặt lấy tay vui xíu được đâu à. Đồ mà nhiều khi tấu rồi dẫn em đi chờ uống nước rồi luôn à. Cầu gì đồ chờ dặn bác. Vậy tặng quà là lấy cái gì tặng nó? Này nè lấy hoa này tặng chút con lập lại. Giờ nó là độ chừng nào nó là gái làm tặng dạ nha quỳ xuống cầu hôn vậy á đó nó chậm hiểu thêm sức này này được không ấy xin đâu ok giờ vô nha anh vô vậy đó đó anh vô nó trước cho nó đầu em vô sau đây đây đi đây nope. Bằng gì nữa đâu mà Ủa quế giờ chưa? Mấy giờ ăn quế giờ là đậu mình đang ngủ còn cầu giờ mày ngủ nữa thiết không thiết còn mẹ bỏ nó thiết còn mẹ sáng dậy sáng giờ hả sáng dậy sáng giờ giờ chi vợ sao không vô ngoài không nó giỡn anh giỡn ý là nó quỳnh con bò nó trước kia này gì ấy là quỳnh hôm nay anh nghĩ nó nói anh hả à? Nó kêu là đụng nó có hình như nó cắt em nào nó thương em à. Nó cắt em nó không biết nói về bản thân em à. Xong rồi mình vừa thích từ giờ rồi nó cũng từ giờ không thích em nhớ trả lời nó đâu trả lời đâu quỳnh nó lắm rồi không anh mấy thằng que mày nói em thích quá thích rồi lắm đúng rồi điên sao nói vậy hả? Đừng lắm hết. Ê đù. Nói có im coi mày. Im à? Ấy là nó. Đồ lên nè. Em thích nó thì không? Mà em không biết tiếng gái. Giúp em đi. Đó đó anh chỉ có gì là em có lên sửa phòng này. Có kè lên mạnh mẽ lên em hiểu không? Ê mà cũng xây vô nhanh xe đeo. Em nhớ nhanh xe đeo. Em nhớ nhanh xe mày mi lên mi lên quỳ nay gì rồi sang nữa sang đây anh kêu anh sao mà nó mà
Em đâu có người yêu đâu mà. Như có yêu hai đứa em muốn nói chuyện, nãy em Quỳnh nó kêu hôm nay nó lên nó muốn nói chuyện mày như vậy sao đâu. Thì ngồi đây đỡ cho nói chuyện cho nó ấy. Rồi chị Quỳnh giấu quê đi ở cho em nha. Đó. Đỡ từ từ chứ sao mày nôn dữ sao đâu. Còn đây cái bi nữa. Ủa nay 20 tháng 10 không đi chơi với người yêu nè. Em đâu có người yêu đâu mà chị quên. Ủa? Ủa? Chẳng nào đụng mấy mẹ không có theo đuôi đâu, mấy ông buồn quên chứ. Mẹ trai thì dễ món mà. Mẹ trai mà không có người theo đuôi em mới nghiệp nè. Dạ nó hào vô mày khó xíu rồi. Trời nó mở lộn lộn, anh nói lộn. Trời nó bị lên lên. Cái này ra mấy. Còn quen hốt mà anh cứ nói vậy. Nói chung là nó dễ thương anh Tàu lắm. Lên nhạc mua. Nhìn nó này cái gì vậy, vậy? Vậy? Em chưa có người yêu mà chị đâu vậy thôi chứ người yêu nhát chữ mày giấy mà biểu sắc có người yêu rồi tiếng là sao xanh thấy chị Quỳnh thế nào, thấy chị Quỳnh cũng đẹp gái thích chị Quỳnh nào, thích lắm tớ là que em mà không dám nói thích gì tớ đi láp em. Cậu ngồi đây, Quỳnh nói gì vậy? Chị Quỳnh nói gì hả? Nghĩa là tối nay chị cũng rảnh á. À, tối nay em cũng rảnh nè. Sau đây em cũng rảnh nè. Chị có thích em không? Nào. À, chào chị, bữa nay em có đi chơi những người yêu nè. Không, chị chưa có tình đầu mà. Ê đồ vậy cũng y chang em luôn á, em cũng đâu có đâu. Nhảy nhiều khi hết mà. Hợp mà. Ừ. Hợp rồi đánh nhau được không? Được rồi đánh luôn sao nào? Mà biết chị có đồng ý không nữa chứ. Biết mày có đồng ý không? Đồng ý. Đồng em ý thích chị á, hồi que giờ mà. Mày nói gặp que thích nữa nha. Ừ. Hỏi đi, mày dám hỏi Quỳnh kìa chứ tao. Chị có thích em không? Chị qua giờ chị thấy em chị cũng kết kết. Mà chị chị gái gì vậy? Chị trai vậy? Thôi, nói thì nãy không nhiều thì bây giờ chị có quà 20 tháng 10. Đáng lẽ 20 tháng 10 là con trai đi tặng gái á nha. Mà trời mẹ tự động mà em không biết đâu. Chữ thì tự động nữa nè. Thôi chị nhé, chị cảm ơn chị Quỳnh nha. Sao không biết cảm ơn không? Cảm ơn chị Quỳnh nha. Rồi đẹp quá. Đẹp quá. Thấy đẹp không? Em thích không? Đẹp đẹp đẹp. Đó đây, cóc vô coi chưa? Thế thôi vậy tối nay đi chơi với chị nha. Ok chị. Thì dắt chúng cầu gì cho. Vô mình hết rồi. Sao mình nói gì? Mình là tiếng nhanh thấy nhanh hiểu không? Không có từ. Ờ thôi, ê, đủ với hai đứa nói chuyện đi. Xanh, bây giờ chị hỏi thiệt là chưa giờ là em có ôm ai chưa? Chưa. Trời ơi. Em ở trong bệnh viện. Đâu có ai theo đuối đâu mà. Đâu có gái theo đuối đâu mà. Không Quỳnh cho anh ôm cái hả? Em dễ thương vậy mà em chưa ôm ai luôn hả? Chưa, ở trong bệnh viện đâu có ai theo đâu. Ủa. Sao ôm anh cái sao nào hả? Cái gì vậy tiêu? Em chèm tóc đó đi. Là dễ thông nói hai đứa nói chuyện. Rồi bây giờ trả lời thiệt nha, bây giờ em có nụ hôn đầu chưa? Chưa. Để nó ở trong bệnh viện đau mà đâu có ai theo đuối đâu. Chị em tội lắm. Phòng phòng thơm luôn. Yêu ơi, chị cũng chưa có nụ hôn đầu. Ờ em cũng vậy nè, đâu ai đâu. Để thử hai người thử hôn nhau em. Còn anh Chim với anh Sang ở đây nữa, đang cảm xúc rồi. Anh Chim vậy anh Chim. Đang cảm xúc đang hay nè. Chị Quỳnh, hôn em được không? Được không Quỳnh? Được không? Còn anh Chim nữa, đây em thân giác. Anh Chim cũng được. Rồi, 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 rồi. Thôi giờ em muốn hôn thì chị thử không? Thân ơi, đứa vậy? Chị chủ động giữ em con gái rồi chị chủ động nhả đâu cho em. Ủa đây mày muốn hôn chị mà. Em mà thích em mà. Sao em thấy sao được không? Chị mình giỡn quá, ưa giỡn quá. Em trai em chưa chủ động mà chị chủ động nhả thôi em. Thôi ưa giỡn quá. Chị nói thiệt á. Ủa nói thiệt hả? Đâu vậy? Thiệt hả? Mà anh Chim với anh Sang ở đây giờ chứ không nhảy. À nó nhảy mà mày nhảy vậy. Em nhảy. Không sao đâu. Sao đâu, em nhảy em nhắm mắt lại đi. Đấy. Cái đồ gì vậy? Mở thì mày nhảy mà tôi mới mở là chơi vậy? Chứ chị chị em. Chứ đồ mày mẹ mày kêu mày nhảy mà tôi không mở chơi vậy. Đỡ em chứ chị Quỳnh. Nhắm mắt lại đi Sánh. Mở. Hồi nãy là anh kêu mày ngạch bút em rồi. Ờ, sao không? Thôi. Anh chọc mấy anh. Chị Quỳnh.
chết à, chìm như sao ở đây mới sao không nhảy sao đây vô em ghép đây điểm chả lắm sao thì tao không thấy vậy đó, tao bị mất lại thì tao bị mất lại coi như tao thấy rồi nữa tao nghe sao đây cho mày mày đi vô đây sao đó quan cái gì không không lẹ chứ đó em nhớ mất lại lẹ đó anh nắm chặt em nữa đó coi như anh nắm tay vậy đó anh tay hả lẹ lẹ chị quên không đợi tí chưa chịu quên đâu em quên nha cái gì vậy cái này là không không nhắm mắt lại đi sẵn sàng chưa mày biết lấy vô mày cứ bỏ mà tu mày kêu mày đúng rồi để gì mà đi vô phòng biết làm gì giỡn quá giỡn vậy tụi mày mày biến vô mày kêu thôi mà kêu thôi mày đây thì mày đó biến mày không biến mày biến mày 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 đi hung đó đó biến mấy cháu không nghe mẹ con thế sao mày biết chứ mày biết của đâu độ mày giỡn mày chứ nó bệnh mày chứ không đi làm sao mày nó mà chẳng nghĩ đồ tao nó dở tao em đó bữa sau mày anh coi nè đó mà nó lại để anh coi em đúng không coi mày không đồ mày dở em chứ không đồ nó vô mày dở cho tao chứ không hồi giờ mày biết không biết chịu anh nữa không không kia mày nhớ không dở nó gái mà mày của anh hả tao đưa tao nó không mày tao mà không 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 mày không mày vô mà không đá mày mẹ chết trên đầu được luôn rồi mẹ đá em ngày nào luôn mà điều mà em nói vậy hai anh tám mày ngày nào không mà đấy ừ à, cái tám nữa đó nó bị tao biết đụng mấy tám mà chằn chằn nữa trả anh chim đó không cho em á em nói mi luôn sao lỡ tao biết mi ấy đâu tặng nhá rồi còn cầm đi nữa đụng mày, mày ngày đây ngày mày phải tặng cho quỳnh đó chứ không phải là quỳnh tặng mày đâu mà chị quên ngày cũng lớn rồi mà ừ giải biểu ai em đi ngồi qua tầm nhật không ý cậu sao đâu ý anh có cái ý này nè ý nhỏ anh này cậu thắng nhà xe anh mượn tay mày đỡ mượn tay mày đồ anh để anh trôi đó đây ông bắt chứ không bảo khùng nữa được không mà cha hung như em vậy à chúc anh đồ với tao được anh mượn cái quá vô hả em nấp vào đây sao đâu xong hết chưa? Làm gì á? Sao cái gì anh bảo? Thôi, tóc làm gì đâu? Sao anh bảo nằm đây buồn vậy? Chứ nằm đây chứ là nằm đây cái lâu giờ không buồn em. Nằm đây nóng vậy anh bảo là kêu em nói chuyện ra chứ. Ra nói chuyện gì trời trời khi cơ không kêu mấy đứa kêu anh ra chi ạ? Thì tao nó nói chuyện nó nói chuyện với anh mà anh hỏi nói chuyện gì đó? Đi điện đi mẹ đi. Cái để đây đông rồi em không nói chuyện được. Ấy là bà ý tưởng gì cho gì nữa ấy. Cũng má mệt dứa ơi. Đâu đây? Rồi em kêu anh Le làm gì? Nay đi làm với người em bảo rảnh không? Rảnh chứ rảnh rồi rảnh lên đây chứ bận bận rồi ở nhà đi đâu. Tôi không đi chơi với người yêu hay gì mà rảnh anh? Chưa có người yêu đang buồn rầu phút ruột đây. Chưa có người yêu luôn á? Chứ em tưởng đâu anh có cá giờ này anh ở trong khách sạn rồi ở đâu đây? Đúng với em luôn mà chưa có người yêu. Cao đó đẹp trai đúng với em luôn em. Em nói sao em được không? Em á? Sao em thì sao anh đâu dù gì cũng lớn tuổi rồi em nhỏ quá mà sao học anh được. Tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác đâu anh. Tình yêu được tuổi tác nhưng anh mà... chê em hả? Không phải là chê, anh thì sao cũng được, cái chủ yếu của em anh sợ ngại ra chê em thôi. Thôi em thì bữa giờ quay chung với nhau thì em cũng có để ý em bảo rồi. Nhưng mà em thích cái
kiểu trưởng thành như anh vậy đó. Anh mà trưởng thành gì đâu trưởng thành. Giờ em nói anh không tin hả? Chứ sao em tự nhiên em vô anh em nói cái gì sao anh tin được. Em nói bằng cả tấm lòng của em mà anh không tin em hả? Tin chứ, tin hiểu là được. Vậy thôi, tấm lòng với anh là anh thường thường đó là Châu đi tìm cọc với ai đi cọc đi tìm Châu vậy sao mà không? Em thích chơi đó vậy em máu vậy á. Thôi bây giờ anh bảo thôi bây giờ vậy anh bảo tin em đúng không? Chứ em nói sao anh tin được? Bây giờ anh nhắm mắt lại đi, em sẽ chứng minh tình yêu của em. Nhắm mắt lại em tặng cái gì? Dạ nhắm mắt lại đi, em sẽ trao cho anh một nụ hôn. Cái lồn má chịu đèn rồi đó, chịu đèn rồi đó. Em làm thử gì à? Chứ giờ em thích anh đỏ quá giờ không biết làm sao hết á. Nếu mà được thì ok tối nay hay mình đi chơi luôn. Giờ anh bảo nhắm mắt lại đi. Đâu sao đi đậu với kè hết rồi. Bảo tin em không? Lâu anh cũng lâu sau có hối hận không? Không hối, không hề hối hận. Em là em thích anh thật lòng. Rồi. Giờ anh bảo nhắm mắt lại đi. Rồi. Đó, nhắm mắt lại nè. Không được mở nha, nhắm mắt lại nha. Rồi. Sao đâu vậy? Anh ngại, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại nha. Không được mở mắt đâu nha. Trời ơi, con quen què dĩ đây bà. Thôi xuống đây bà, chiều chiều rồi. Người cái gì? Còn cũng quên nữa, lâu lâu xuống trời à. Đầu anh tao nhà mà đi gặp cả luôn. Cả luôn anh nào nào nào. Đầu anh tao nhà. Sao? Bảo. Bé nói chàng chàng ở đây sao nào? Trời lẹ kì à. Hầu giờ anh hôn gái chưa? Đây chưa. Giải tán là nụ hôn đầu lần á. Mới quay trời lần. Đây không hiểu. Đây nè. Ừ mày lại không? Thì nói chung là cho lẹ mày. Phạm Quán bảo rồi, cái nụ hôn tá đầu đời. Nó đưa vô, tao thấy tao lông hông, tao tưởng sao con ở đây là tao nó có râu. Mày ơi. Anh được, sao cái cảm giác anh được một nụ hôn thế nào? Hôn tới đâu mày á? Cái gì? Anh bảo đúng ý, anh bảo thích chưa? Số thoại luôn, gì lóc cái bút luôn. Đừng đấy nữa. Thôi để tôi vô, tôi ngủ rồi. Cảm giác lúc đó sao anh bảo anh kể giá gì? Cảm giác thế nào anh bảo? Đủ mà khi nó đưa vô, thấy nó nóng nóng nha. Cái hờ nóng nóng cuộn chó. Cái hờ nóng nóng cuộn chó thở ra. Cái hơi người nào đâu thở ra, tao tưởng đâu sao nó thở ra nóng nóng này nó chột vô lâu. Sao anh mắt là anh cứ còn tận hưởng hả? Thì cái đang ấy vô tao mới mở mắt ra mới thấy đó. Cảm giác nó nào nãy lúc đầu vô đồng tiền vô đẹp không? Trời lẹ kỳ trời tụi bay trời ơi. Ấy là đồng tiền vô thôi đẹp không? Đẻ đâu đẻ. Bình thường nha. Cái lòng trái. Vậy là anh bảo có thích em không? Thì không em không thích mà sao anh nhắm mắt? Nope. Không phải đâu, tại vì em nói quá anh cũng anh là chưa, anh chưa vô tức gì anh mở thầy sách đau nha. Thôi ra đây rồi đâu để tôi đi ngủ đi. Đâu được là cái đồ hô anh là được rảnh quá chưa anh đụng anh làm gì dùng tàn quắc nữa mẹ sao cho được tụi cái em định tàn quắc nữa nè được không? Ý là ông quắc bây giờ mà cho ông quắc được ấy. Thử đưa đủ mấy đường quắc đường nào vô ông vợ liền nha. Để ông canh nhờ, kêu ông xuống tiếp nữa này. Kêu ông xuống bây giờ kêu ông xuống vô. Để ông chiều ảnh nha. Má trời, đừng nghĩ ra bè cái đồ chơi chơi gì cũng quên. Còn mày vậy sao đau? Sao? Yeah. Mày bắt con chó đâu vậy? Làm thịt ăn mẹ. Nope. Mày đưa đâu? Mà anh ở trong phòng hết rồi. Mình làm gì chẳng có tốt. Là mình phải đi hẹn hò này này kia chứ. Hẹn hò thì có mấy người ta kêu mấy anh nhậu rồi. Thôi đừng có kêu mấy anh đó ra chứ, để mấy anh đó đi.
chứ sao bè cũng không hai mươi mời bè em đi đâu hết, bè ở này để cho hai đứa mình có không gian riêng tư chứ, để cho hai đứa mình có không gian riêng tư chứ. Điên rồi, đâu nghe nhập vậy, sao mà điên chứ không phải anh Quốc cũng tới đây mà, nhưng mà đưa ở nhà em không được, ở trong người à thôi để sao đồ ra bè đừng có nhìn tôi với anh mất tới nè. Đây có gì đâu nói anh em, anh có kinh nghiệm anh sẽ bày lại cho em, bây giờ anh có vợ rồi anh sẽ giữ những kinh nghiệm á, hiểu không? À bây giờ em là thích người có vợ rồi, bây giờ sao ta? Thì em cứ nói thẳng đó, mang bao vô ủi lâu em thích nó đúng không, em nói nó mang bao vô không có bị gì hết, nhưng mà ngoại tình một cách biếng lúc là đụng mấy vợ nó biết là nó tay rồi, hiểu không? Vậy bên anh muốn có mang bao không? Cái đụng mấy tốt cùng gì vậy? Sao mà khùng, em nói nghiêm túc anh thích anh Quốc á. Thế tôi nói nãy mày thích thằng nào, có bồ, có chồng rồi chứ tụi ra bè đứa con đâu mà. Không sao, em không quan trọng mấy chuyện đó. Cái lát của tôi nó, cái lát của tôi nó bị cung rồi. Đúng không? Không sao, em chấp nhận được hết. Đó mà không. Bây giờ ở đây có còn hai đứa mình thôi bây giờ. Ôi chàng chàng quá đủ bây giờ á, mày đậu. Thôi đó, vô kêu mấy đứa ra làm. Ở đây đi. Ở đây mà em ơi. Em cứ làm đáng sợ lắm luôn. Em có làm gì anh đâu. Em làm cái chuyện gì? Bây giờ sao? Bây giờ quên. Bây giờ muốn sao? Đi đây vậy. Bây giờ muốn anh muốn được không? Bây giờ thích anh muốn quá giờ sao? Đừng có làm gãy nha. Anh cứ vợ con mẹ luôn. Chắc lại đi. Không, anh đã quay giờ nha đâu. Chắc lại đi. Không, quên bây giờ. Đừng cưỡng hôn tôi, đừng. Đừng quên. Quốc chắc lại đi. Quên. Quên ơi đừng em. Quên. Đừng có mở mấy lây nha. Quên. Em đừng cưỡng hôn anh đâu quên. Đâu biết đây. Biết đây à. Mẹ giật biết chú với anh Quốc. Mẹ em trời lẹ. Sao thú tính với anh. Trời ơi đậu mưa sao mình phấn nặng. Mẹ là trời hiểu. Thú tính cơ luôn. Hả? Đồ bé chơi quắc mẹ làm gì vậy? Chơi à. Chơi à. Chơi lẹ quá. Em cứ làm sao ông đó. Mẹ nữa cho anh bảo trời chắc nhập chắc người ta đủ đuôi cho anh hùng ta anh đó. Mẹ mày sao nó cũng là mày. Mẹ tao đồ tao kìa mày. Mẹ tao đồ tao kìa mày. Tao đâu? Bỏ đâu tao đâu? Thấy cái đưa chụp chụp của đâu mà cha không biếu không lơ. Con đi nghe sao bữa nay uống lộn thuốc hay sao vậy? Sao mày ép tôi vào bà hung hiểu mày? Đâu có đâu, em tính hung thiệt mà tự nhiên hôm nay ông đẩy em ra ông đường chó vô cái đó. Mày cũng mày nữa. Ờ cái mày của đâu mà cha không biếu không. Mày phê lắm tình yêu tao rồi. Tao đáng lẽ là huynh. Tính là huynh huynh nó tắt. Tính là huynh nó tắt đáng lẽ nó cha quắc đâu. Ai có xử lý vậy? Xử lý à? Được rồi. Mỗi lần nó nứng là như đeo đáy không? Nứng là đâu như đeo đáy đối. Mỗi lần chứ đây xịt ra da đầu chứ có mẹ đâu. Xịt ra xong á. Chứ nội tình của tao còn mẹ tao mới mà nói chừng. Sao mà anh đúng không? Đồ đáng lẽ là được đầu mà rất đi chứ không? Như mẹ mà chết lấy đoạn này. Em. Tao ra đoạn đấy. Em. Đồ quá em để ra tụi bưng của trái rồi thấy cái mà. Cái mà không nha. Quốc. Ừ. Sao mà giống mà anh nãy vậy? À đúng rồi, nãy anh hung chó mà đây này. Nãy anh hung chó. Thôi chó mày hung đi chó chứ mày hung gì. Ờ à, nãy tôi sao? Nãy em cũng mày em phải không? Cũng mày em bảo sẽ nghiệp á chứ không? Nãy em vô, ra đi, vô. Ờ chó đâu, chó đâu, chó đâu. Chó đâu, chó đâu. Chó đâu, chó đâu. Cười, cười. Chó đẹp quá. Ờ, nó ra đây, đồ hung chó luôn, vâng quá. Mẹ ở dưới mày. Ở dưới này tao không có chuyện gì đâu. Cái đường nhà mày cứ đeo chữ hoài quá. Mày mà kêu mày 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 là tao biết mày dương mày là tao ngán. Ờ nha nha nha. Mày dương cái bờ ấy đụng mày cho mẹ. Con bé hai người hùng nhau con bé. Ê, cứ anh cứ theo cũng quên hoài quá. Bố hiếp bữa sao cốc luôn nghe đâu tao kẹp mày mày tao đâu. Tôi số điện thoại đâu. Lóc Facebook không? Cái đâu có đồng ý kết đạn ông đâu mà đợi lóc đâu. Ủa bẻ thấy anh follow ông bẻ mà. Cái mặt băng bèm bèm đi chờ nó hung hay sao cậu đâu hết ai. Đúng rồi. Mà nè, anh quắc với bà hung thấy đẹp không? Còn này bữa nào đó không á, không nghe ai tụi hiếp tí mẹ. Rồi đang quay ra quắc.
Thằng kia sao cứ chọt chọt hoài. Quê trên ông tao đường chó đây là anh tức mày. Đồ mày anh kêu anh đã phải kêu là anh có vợ rồi chứ sao lẹ vậy quá. Tao có vợ rồi, tao không chịu nó ướng nó vô dài mà. Hê, nó ướng mà sao anh được. Em tới này anh hưởng thụ thí miệng rồi. Không có các bạn, anh quá chết cô đĩ mẹ. Oh,